Thưa quý vị, không làm gián đoạn chương trình học của học sinh trong thời gian tạm ngưng đến trường để phòng tránh dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo các trường dạy học trực tuyến. Thực hiện chỉ đạo này, 100% các trường học trên địa bàn tỉnh đều tổ chức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, dạy học trực tuyến theo hình thức tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh tại nhiều trường gặp rất nhiều khó khăn. Tại thị xã Phú Mỹ, qua tìm hiểu của phóng viên thời sự thì có đến 50% trường trung học cơ sở và 68% trường tiểu học không thể tổ chức dạy và học trực tuyến theo hình thức này. Nằm trên địa bàn xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, trường tiểu học Chu Hải có gần 900 học sinh. Đa số các em đều là con em người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, nhiều gia đình không có điện thoại thông minh, máy tính để con em học trực tuyến. Chính vì thế, nhà trường không tổ chức dạy trực tuyến theo hình thức tương tác trực tiếp với học sinh, mà chỉ đạo giáo viên dạy trực tuyến bằng hình thức offline. Tự thiết kế bài giảng trên PowerPoint hoặc quay clip bài giảng của mình, gửi qua Zalo, Facebook, email của phụ huynh để hướng dẫn cho học sinh. Dù vậy, trường vẫn có đến gần một nửa học sinh không học trực tuyến. 426 em, tới thời điểm này các em không được tiếp cận Internet với nhiều lý do. Thứ nhất là gia đình không có đủ điều kiện để cho các em hoạt động trên máy, và một số gia đình cũng không có có cái mạng để thực hiện Internet. Rồi một số phụ huynh làm ăn xa khó khăn nên không có quan tâm tới con em mình, nên gây khó khăn cho nhà trường trong việc các em việc tiếp cận học Internet. Đánh giá việc dạy trực tuyến theo hình thức tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh không mang lại hiệu quả cao trong năm 2020. Trong tuần vừa qua, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ đã chọn hình thức dạy trực tuyến theo hình thức offline, tức giáo viên thực hiện các clip bài giảng gửi qua Zalo, Facebook, email cho phụ huynh học sinh, hướng dẫn con học. Dù vậy, kết thúc buổi học trực tuyến cuối cùng vào ngày thứ Sáu, trường vẫn còn gần 100 học sinh không được tiếp cận với các bài giảng qua hình thức trực tuyến. Gia đình em khó khăn nên không có điều kiện để cho em học trực tuyến. Nhà em đôi khi là không có mạng cho nên trường luôn luôn mở cửa để em có thể vô và tải bài về để học. Khi phản hồi lại của tất cả các nhóm Zalo thì đã chỉ còn lại 83 em trên 777 em không có thiết bị học tập, tức là không tham gia học trực tuyến. Để giúp những học sinh không được học trực tuyến có thể tiếp cận với các bài học, các trường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với hội phụ huynh photo các bài học, tờ ôn phát cho phụ huynh học sinh, phát wifi để một số học sinh, gia đình không có internet có thể vào học, dần dần học sinh có điều kiện chia sẻ phương tiện học chung với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các trường cũng lập danh sách học sinh không học trực tuyến để sau khi các em trở lại trường sẽ bồi dưỡng phụ đạo kiến thức mà các em chưa được học. Song song với việc bồi dưỡng kiến thức cho tất cả học sinh có nhu cầu trong thời gian học trực tuyến ở nhà tuần qua.